Má lên đây chi vậy? Má lên rồi nào? Rồi, cậu Năm đâu má? Cậu Năm đi rồi con. Ủa, cậu Năm đi đâu làm gì? Con nhờ cậu Năm về dưới đưa thư cho má mà. Cậu Năm đi đâu làm gì? Má có nói con cũng không biết được. Riêng phần má, má nhận được thơ con. Má hay tin con sắp cưới vợ rồi sang à? Má à, má hiểu cho con nha má. Tại vì con lỡ nói với người ta là... Con ơi, má đọc kỹ thơ con, má biết con muốn gì mà. Vì vậy má lên thăm con lần này lần cuối cùng. Má nhìn mặt con lần này là lần sau chót đó sao? Rồi má đi đâu? Có lẽ má đi về quê ngoại. Má xuống tóc vô chùa, má quy y, má ở đó má lo mồ mả cho bà ngoại con. Nhưng chắc chắn một điều, không bao giờ má để cho ai biết má là má của con đâu sao? Hết sức đi đâu cũng biết nữa. Thôi nói với má là ở dưới quê đi, đám cưới xong rồi con tính tiếp. Không được đâu con. Má còn núng níu mà ở đây, rủ con nóng ruột má con tới luôn con thăm viếng. Vợ con nó biết nó, con nó láo, nó dối như vậy, nó khi con lắm sang à. Một khi nó không còn kính trọng con nữa thì hạnh phúc của con cũng không toàn vẹn được. Riêng phần má, trọn một cuộc đời má sống vì con, má sống cho con mà. Từ lúc con còn ẩm ngửa, chỗ ướt mẹ nằm, chỗ khô con ngủ, thì giờ này lý nào mà núng níu những ngày tàn của má mà làm gián dở hạnh phúc của con sao sao? Đừng bỏ con. Sang ơi, có bà mẹ nào là bà mẹ bỏ con đâu. Chỉ có con bỏ mẹ chứ có bà mẹ nào là bà mẹ bỏ con đâu. Chứ bỏ con được, mới đã bỏ con cách đây 20 năm rồi chứ không đợi tới bây giờ. Cũng một lần mà cất bước ra đi, vì tiếng khóc của con mà má ở lại. Giờ này má có đi chăng nữa cũng để bảo vệ cái hạnh phúc của con theo con muốn thôi sáng à. Thôi, bữa nay má lên đây cũng có chuyện này. Đây nè con, đây là đôi bông vàng y hai chỉ, cái kỷ niệm duy nhất của bà ngoại con để lại cho má. 20 năm rồi con, có những bữa cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, má vẫn cố giữ đôi bông này. Vì má sợ sau này cũng lớn lên má không có tiền má mua đôi bông khác để cưới vợ cho con. Bữa nay con cưới được vợ giàu, ngày cưới của con má không có mặt được. Thôi, má đem lên đây cho con. Con biểu vợ con nó cất cho kỹ nha. Cất cho kỹ để làm kỷ niệm. Kỷ niệm của bà ngoại đối với má, kỷ niệm của má đối với con, kỷ niệm của một tình mẹ thương con vô bờ bến sân. Thôi, đừng buồn nữa. Cái bữa chót này mà con buồn vì nặng lòng má má đi không được. Giờ má nói con nghe nha, tối còn ngày chót con cho má ở đây má ngủ với con đêm nay được không? 4 giờ khuya má ra xe nhất má về liền. Má không để ai thấy má trong nhà con đâu. Bữa nay má ráng má nấu, má nấu mâm cơm thiệt ngon để mẹ con mình ăn bữa chót này. Lát má chạy ra chợ má kiếm cá lóc thiệt ngon về má nấu cho con tô canh chua. Hồi nhỏ ưa ăn canh chua, chủ nhật nào cũng về đòi má nấu canh chua ăn, nhớ không? Má ơi, ở đây với con. Tối nay má ru cho con ngủ. Con nhớ không, hồi nhỏ ưa nghe mà ậu ơ rồi mới chịu ngủ mà. Bữa nào cũng bắt má ậu ơ. Ậu ơ trời mưa bóng bóng bập bồng, mẹ đi ly chồng rồi con ở với ai? Sang ơi, sao má thèm ru cho con ngủ? Đêm nay má thèm ôm con, má thèm ru cho con ngủ, má thèm hát cho con nghe. Chứ cái ngày nào con còn là thằng Sang, má lớn vậy con của má.
chứ cô chưa có thành cái ông bác sĩ như bây giờ vậy Sang. Sang ơi, hồi nhỏ sao má cho con một cái bánh, một cái kẹo con đeo theo má tối ngày. Giờ này má cho con cả một cuộc đời má mà con không nhận vậy sao? Má ơi, con khổ quá má ơi. Có điều má muốn hỏi con. Con là người trí thức, có hành động, có suy nghĩ, có chịu trách nhiệm cuộc đời con chịu trách nhiệm việc làm của con. Con có thấy hành động của con bây giờ là đúng không? Con có thấy hạnh phúc con đeo đuổi bây giờ là cái hạnh phúc thật sự không con?